Video này thảo luận về khái niệm từ chối cái chết và ảnh hưởng của nó đối với hành vi con người, lấy cảm hứng từ tác phẩm nhân loại đoạt giải Pulitzer của Ernest Barker, The Denial of Death. Barker lý giải rằng con người, khác với các loài động vật khác, tự nhiên sợ hãi trước thiên nhiên hoang dã và trạng thái chết chóc của nó. Nỗi sợ hãi về cái chết là phổ biến và sâu sắc trong văn hóa con người. Barker xác định 4 sợ chính trong luận điểm của mình. Đầu tiên, ông nhấn mạnh sự kinh hoàng tự nhiên, nơi động vật tham gia vào các chiến thuật sinh tồn bạo lực. Thứ hai, ông khám phá nỗi sợ hãi về cái chết phổ biến trên mọi nền văn hóa, gốc từ sự yếu đuối của chúng ta trước bệnh tật, tai nạn, hoặc đơn giản là nhận thức rằng cuộc sống có hạn. Con người, khác với động vật, có khả năng tưởng tượng cái chết của mình bất cứ lúc nào, tạo ra lo lắng liên tục. Sợi thứ ba đàm phán về khái niệm lời nói dối quan trọng về tính cách, nơi con người vô thức từ chối và đàn áp sự thật về sự bất lực và tử thần của mình. Xã hội, tôn giáo, các ý chí chính trị và thành tựu cá nhân phục vụ như các cơ chế phòng thủ để bảo vệ cá nhân khỏi lo lắng của cái chết. Việc từ chối này dẫn đến sự xuất hiện của các hệ thống anh hùng, cung cấp bất tử tượng trưng. Barker lý giải rằng hành động ác đến từ sự yếu đuối của cá nhân đang cố gắng duy trì hình ảnh anh hùng của họ. Sự từ chối của cái chết và sự va chạm của các hệ thống anh hùng góp phần vào việc biện minh cho các hành động ác lớn khi mọi người cố gắng bảo vệ giá trị bản thân. Để đối mặt với nghịch lý tồn tại của con người, Barker đề xuất việc ôn nhận sự nhận thức về cái chết và loại bỏ các cơ chế phòng thủ từ chối nó. Điều này bao gồm việc đối mặt với nghịch lý của việc vừa là một bản thân tượng trưng, có tên và lịch sử cuộc sống, và vừa là một sinh linh chết chóc. Video kết luận bằng cách trình bày các phương pháp khác nhau mà mọi người áp dụng để đối mặt với lo lắng về cái chết. Một số người giữ bản thân cho những vấn đề nhỏ bé, trong khi người hướng nội tự tin rằng họ khác biệt từ thế giới. Họ đặc biệt và không thể đơn giản là thể hiện sự đặc biệt của họ cho người khác vì họ sẽ không hiểu. Người khác trở thành những người say sưa, tìm kiếm niềm vui tạm thời, hoặc những vị thần tự tạo, tham gia vào các dự án tham vọng để đối phó với giới hạn của mình. Để sống chân thật, video khuyến khích việc vượt qua bản thân bằng cách nhận ra sự thật về điều kiện con người và thoát khỏi những ngục tù điều kiện của tính cách. Mặc dù đầy thách thức và có thể là điều điên rồ, Barker và Kierkegaard khuyến khích việc ôn nhận lo lắng tồn tại như một con đường đến tính cá nhân thực sự. Bằng cách từ chối lời nói dối về tính cách và mở cửa trái tim trước vẻ đẹp và xấu xí của thế giới, con người có thể tìm thấy ý nghĩa trong sự tồn tại của mình trong kế hoạch vô tận và vô hạn của mọi thứ.